Ở các lễ hội thì các vận động viên đến tham gia lễ hội sẽ có một chiếc phong bì với giá trị từ 200 đến 500 để động viên các vận động viên đến tham dự và đó coi như là tiền ăn trưa. Rất là hay. Điểm số đang là 14 nghiêng về hai vận động viên của Bắc Linh. Pha tấn công rất tốt của Tiến Tuấn, 61. Pha cứu cầu rất tốt. Phía sân bên cạnh là đôi cặp vận động viên của Hà Đông giữa Hoàng Anh Triệu đang có điểm số cách biệt là 18-8. Hai vận động viên của Tiên Du đang gặp phải đối tượng một cặp vận động viên rất là mạnh. Và phòng thủ rất hay của vận động viên Hưng của Bắc Linh. Và tập cầu rất tốt của Đình Hoàng. Điểm số đã là 13-17. Ở trận thi đấu tiếp theo sẽ là hai cặp vận động viên Tuấn Anh và Thiều của Phú Chuẩn gặp Lê Hà Anh và Tiến Tú của Hà Nội. Trận đấu đó sẽ rất là hay. Và đập cầu ra ngoài. Điểm 14-18. Giải này thì không được số lượng vận động viên tham dự không đông như các giải khác, nhưng một trong những lợi thế đó là tập trung 8 cặp vận động viên tương đối mạnh và
các vận động viên sẽ thi đấu trong nhà, mà là các trận thi đấu sẽ diễn ra rất là hay. Tại lễ hội này thì vắng cặp vận động viên của Hà Nội, đó là Đào Mạnh Thắng và Nguyễn Ngọc Mạnh. Các vận động viên gần như là có vẻ như là đang giữ sức để trong ngày mai sẽ tham gia một cái giải khác tại lễ hội ở Bắc Linh. Và đập cầu rất tốt của Đình Hoàng. Điểm số bây giờ là 17-19 và trận đấu của Hoàng Anh và Triệu đã kết thúc và phần thắng nghiêng về hai cặp vận động viên của Hà Đông với tỷ số 31-19. Chuyên Vũ ơi, trưa nay không ăn cơm nhà nhé, đang cho các em đi thi đấu, đang ở trên Yên Phong chắc không về được đâu. Bây giờ mới đang đánh vòng loại. Đúng rồi, nếu mà đánh ngoài trời thì có vẻ như cặp Triệu Hoàng sẽ là một trong những ứng cử viên của chức vô địch. Nhưng mà trong nhà này thì chắc cũng còn phải thi đấu nhiều. Pha tấn công cầu rất tốt của vận động viên Hưng. Một trong những vấn đề tâm lý rất lớn cho đối với các vận động viên trẻ là thi đấu thường rất hay tâm lý. Pha đánh cầu rất hay trên lưới của Tiến Tuấn. Điểm số là 20-22, trận đấu đang giằng co ở những điểm số gần cuối trận đấu. Và đánh cầu ngoài. Phía sân bên cạnh chuẩn bị diễn ra trận thi đấu giữa hai cặp vận động viên của Bộ Công an và của Bắc Linh. Đình Tuấn và Huy của Bắc Linh sẽ gặp vận động viên Nam Việt của Bộ Công an. Thi đấu đang diễn ra thì sẽ là trận thi đấu giữa Tuấn Anh, Thiều của đơn vị Phú Trần gặp hai vận động viên Hà Anh Tú của Hà Nội. Trận đó sẽ rất là hay. Pha đánh cầu trên lưới rất hay của Đình Hoàng. Quay đôi Bộ Công an đi. Thực ra thì các vận động viên tham gia có 8 đôi thôi, nhưng mà tập trung các vận động viên có chất lượng chuyên môn rất là cao. Các trận đều rất là hay. Chúng ta cùng theo dõi trên sân để tiếp tục theo dõi trận thi đấu tiếp theo giữa hai cặp vận động viên Lê Hà Anh và Tuấn Tú của Hà Nội gặp vận động viên Thiều và vận động viên Tuấn Anh của Phú Trần. Nghe các tên ở đây thì chúng ta sẽ thấy nó rất là lạ. Một số chúng ta nghe lạ vì lý do là đó là tên của một cái thôn hoặc là một cái xã mà nơi các vận động viên đang sinh sống. Thì các vận động viên đánh với giải phong trào thì chúng ta có thể đăng ký một cái tên bất kỳ. Nhiều các vận động viên thì đăng ký tên của địa phương, cũng nhiều đơn vị thì đăng ký tên của đơn vị đang thi đấu. Và cắt cầu trên lưới rất hay của Tiến Tuấn.
Điểm số là 25-27 rồi. Rất hay, pha cắt cầu rất hay của Đình Hoàng. Điểm 26-27. Bộ Công an bây giờ đang là 4-5 và Bộ Công an đang dẫn điểm. Điểm số đã là 27 đều. Rất hay, hai vận động viên trẻ của thể thao đánh rất hay, đang cố gắng để vươn lên dẫn trước. Điểm số bây giờ đang là 27 đều. Rất hay, và tấn công lưới rất tốt của vận động viên Đức Con của Bắc Ninh. Đổi giao cầu 28 đều. Rất tiếc pha đập cầu của vận động viên Hưng, đập cầu không có lưới, điểm cho hai vận động viên của thể thao 29-28. Giao cầu 29 đều. Trận đấu rất căng thẳng, dành các vận động viên giành giật nhau từng điểm. Điểm số 30 sẽ thuộc về đội nào đây? Rất hay, pha tấn công cầu rất hay của Đình Hoàng. Điểm số 30 cho hai vận động viên của bọn thể thao. Điểm số cuối cùng của trận đấu 30-29. Phát cầu tốt. Điểm số 31 cho hai vận động viên của thể thao.